Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Napka. Trong cái video lần trước thì mình có chia sẻ một lần về bốn team chúng ta leo cái cột mốc thời gian các bạn, kẻ nứt thời gian bằng combo, đó là support, tanker với lại pháp sư. Thì với cái combo này, khi mà chúng ta chơi với ba team đầu tiên các bạn, thì Kairi là con Ensama cộng với Scarlet và con Odin thì làm rất tốt. Tuy nhiên khi mà chúng ta lại có mặt thêm một team nữa đó, team thứ 4 á, thì cái combo này nó hơi bị lủng ha. Và cái combo pháp sư, support với lại tanker thì ở bên chỗ cột mốc thời gian, chủ yếu là chúng ta sẽ tăng lên 3 nhánh các bạn. Đó là độ bền của tướng hỗ trợ, sức mạnh của pháp sư với lại tăng ngon cường. Thì với ba cái này thì các bạn ưu tiên nâng cho nâng mát cái cột, đó là sức mạnh pháp sư. Sau đến đó là các bạn sẽ ưu tiên tăng cường ngôn cường. Và cuối cùng đó là các bạn tăng cho độ bền của tướng hỗ trợ. Tuy nhiên các bạn không thể tăng trên quá nhiều ha, tại vì tăng trên quá nhiều thì các bạn sẽ không tăng thêm sức mạnh của pháp sư lên được nữa. Thì với việc mà chúng ta chơi xoay quanh pháp sư thì lên đâu đó lên tới tầng 300 thì cái team này nó sẽ hơi bị đuối. Vì vậy hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một team, đó là chúng ta sẽ không chơi xoay quanh pháp sư nữa, mà chúng ta sẽ chơi xoay quanh Agi. Nếu mà các bạn quyết định giữ team được tốt á, thì bắt đầu từ khoảng map hơn 220 các bạn, thì các bạn nên đổi team. Vì rất có thể bạn sẽ gặp được một cái team mà nó sẽ cho các bạn mượn sức mạnh của tướng, các bạn dùng thêm vào. Kiểu như bạn thiếu con nào bạn add vào. Nếu mà hình nó cho thêm cái con Athen thì quá ngon các bạn. Ok. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ lắp 4 team, 4 team nha các bạn. Chúng ta sẽ lắp 4 team chơi theo Agi. Mình thì mình còn một khoảng cách nữa mới lên tới tầng 300. Sau khi lên được tới tầng 300 rồi thì mình sẽ thoải mái mình lắp 4 team cho các bạn ha. Từ giờ lên 300 còn khá lâu. Do đó thì mình sẽ bắt đầu từ tầng này, mình cũng thử test luôn cái team Agi cho các bạn. Rồi mình action luôn nha, mình stop cái này và mình sẽ bắt đầu bằng team Agi luôn, mặc dù hiện tại pháp sư đang đi rất là ngon các bạn. Pháp sư thì 4 team thì nó mới đuối các bạn. Ok, mình rời bỏ và mình sẽ bắt đầu lại từ đầu. Rồi chúng ta sẽ add tướng như sau ha. Đầu tiên thì cái team đầu tiên thì các bạn hãy dùng cái team mạnh nhất. Các bạn có thể đảo team này lên xuống tùy nha các bạn. Combo này sẽ bao gồm là song sinh. Rồi cái tiếp sẽ là nóc nhà, Desira, Rowan và exit các bạn. Cái này thì nó như cái combo của team Scarlet thôi, chẳng qua là đảo Scarlet bằng nóc nhà. Rồi chúng ta đến với cái combo team tiếp theo các bạn, đó là mình sẽ dùng team không gian bao gồm con Maylin, Abido để add được một lần một tướng à. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ dùng Ezio. Sonja các bạn. Nếu mà bạn nào không có Sonja, con Sonja ở đây thì chúng ta chỉ cần 3 món nội thất độc quyền là Sith 20 là xài được nha. Còn nếu mà các bạn không có Sonja thì các bạn có thể dùng Fera hoặc là Numisu. Fera là con này các bạn, chúng ta có thể dùng Fera hoặc là con sụp 1 của hệ thú mang tên Numisu. Đây. Còn mình có thì mình sẽ dùng nha. Kế tiếp carry của cái team này sẽ là con Athalia. Rồi, chúng ta đến với cái combo tiếp theo sẽ bao gồm Phượng Thức Tỉnh, Athos các bạn ha, Motas, Hellas, hai bạn này chung một team, và một con tanker vừa có đam vừa trâu
đai mình. Rồi kế tiếp thì mình sẽ lắp thêm cái team cuối cùng, sẽ bao gồm một bạn đó là con Skets, tăng cơ cực trâu luôn các bạn ha, đam cực mạnh Raku. Thì đây là mình theo chia sẻ của một bạn trên Facebook, thì xí nữa thì mình sẽ nối thêm một số nốt khi các bạn dùng một số team này luôn nè, một số lưu ý để chúng ta đánh không phải mất thời gian đánh đi đánh lại nhiều lần nha các bạn. Rồi và còn vài mảnh ghép cho team này nữa, đó là Miska, Sylas và Asta. Asta các bạn, bé ơi bé nấp đâu rồi, đâu rồi, sau rồi bạn chưa bấm cái này vô Asta. Rồi để cho nhanh thì các bạn có thể bấm đề xuất cũng được, tại vì hiện tại thì cái ải này của mình hiện tại nó đã đang đang là trên lệch sức mạnh khá là nhiều, mình có thể dùng kiểu này đề xuất luôn, không cần phải chính xác đâu nha. Ok, mình sẽ quét lên tới tầng 225. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chiến nè. Lúc nãy mình thấy có gì là đỏ bên đây ta. Ok, các bạn có thể xếp xếp team giống như thứ tự lúc nãy mình vừa đưa ra luôn các bạn. Rồi chúng ta số hết tất cả các tướng ha, để chúng ta dễ xếp. Đầu tiên sẽ là Song Sinh, bỏ đây mình ra. Song Sinh, Nóc Nhà, Desira, Ruan với lại Aegis. Team này chỉ khác thì cái con Nóc Nhà nó sẽ ra đứng phía trước chứ không phải là nó núp phía sau. Nói chung là tùy các bạn, bạn có thể đảo vị trí giữa mấy con này thì tùy, nhưng mà nói chung là Nóc Nhà có thể cho ra đứng tăng được hoặc là Aegis đứng trước. Tương tự như team kia, các bạn có thể cho Aegis đứng trước đảo vị trí nhiều vị trí nha. Rồi, team tiếp theo thì mình sẽ dùng team Skets. Raku, Miska, Sylas và Asta. Rồi, team này team cực trâu luôn nha các bạn. Athos, Diamond thì các bạn có thể núp sau lưng Athos hoặc là đứng tăng, đảo vị trí, nói chung là tùy tình hình team địch. Thì một chút nữa có một số lưu ý của mà bạn đã post này, bạn Duy ha. Một số lưu ý của bạn Trần Duy, bạn có lưu ý thì mình sẽ cho sâu, mình sẽ share với các bạn luôn. Hai con thiên thần và địa ngục Motas với lại Helios, các bạn là tùy chỉnh sau đó. Còn cái team kia của bạn, còn cái team còn lại á, thì sau trận này thì mình sẽ xếp cho các bạn xem luôn. Team này cực trâu ha các bạn, đến từ boost của Helios, boost của Motas, khả năng tăng của Athos với lại con Phượng Hoàng Tái Sinh. Đa số bạn nào chơi lâu đều có cái con Phượng Hoàng Tái Sinh này các bạn, chúng ta đều dùng được. Rồi đánh xong không mất giọt máu nào, cực kỳ trâu nha. Còn team Nóc Nhà thôi khỏi bàn, team này có tóc của Song Sinh giải trừ khống chế Aegis hút. Nếu mà mấy cái con nào các bạn để ý á, cái con carry của địch đang đứng mấy cái góc trên mấy cái hai góc kia thì các bạn đảo vị trí của Aegis để cho nó hút kia địch về và cấm nụ để cho cái địch bị kiểu vô hiệu hóa nha các bạn. Bạn dùng Aegis bạn để ý kiểu vậy, dù như Song Sinh của cái địch đang đứng góc phía dưới thì các bạn sẽ cho Aegis đứng lên trên ngược hướng để cho hút con kia về. Khả năng sốc đam thì chắc chắn nó không bằng con Scarlet, ở Scarlet thì nó sốc nhanh hơn, tuy nhiên cái nó hồi máu với lại nó ổn định hơn các bạn. Team này thì được cái nó ổn định hơn team của Scarlet. Rồi, lượng đam khủng khiếp sẽ đến từ tay súng của Raku nha các bạn. Nó đứng đó nó được con Sylas bơm cho một dải máu cộng thêm một cục máu, cộng với bé Asta đứng sau bảo kê nữa không chết được đâu nha. Raku đứng trước nhưng không chết được đâu các bạn. Rồi, thì
Thì giờ mình sẽ đảo một team để mình cho các bạn xem cái team. Mình sẽ đảo một team để mình show luôn cái team còn lại nhé các bạn. Chúng ta sẽ dùng con Mailing, Ezio, Abido, Sonza với lại Athalia. Ok. Thì Sonza không có thì các bạn có thể dùng Fera hoặc Nubisu. Có Meilin bút máu rồi các bạn, thêm con Sonza nữa. Ezio thì chịu trách nhiệm kết liễu. Còn Carry thì để cho Athalia đi. Thì mình cũng nói luôn, sẵn tiện thì mình share luôn các một số cách khi chúng ta dùng dùng cái mấy cái team này các bạn. Thì đây, đầu tiên á, cái Athalia thì dùng để đánh cho những con mà có chủ lực máu giấy. Athalia là chuyên là khắc chế những team mà có chủ lực mấy máu giấy, ví dụ như là cái con mấy, nó chỉ có một con trong một team, nó chỉ có một cái con carry đó là mạnh. Khi mà các bạn tiêu diệt được cái con carry đó rồi thì gần như là cái địch sẽ bị heo. Nhưng mà nó cái team này thì nếu mà nó gặp mấy cái địch cù nhây quá thì rất là khó chơi nha các bạn. Ví dụ như team thịt chỉ dựa mà vào một cái nguồn sát thương nhất định thì các bạn dùng Athalia để triệt tiêu nguồn sát thương này thì team địch sẽ bị kiểu như bị bó giò các bạn ha. Sorry, mình biết tại sao team mình đánh không không nổi rồi các bạn. Cái này là không phải do team Agi yếu hơn team Pháp Sư, mà cái chỗ kẻ nứt thời gian mình chưa tăng. Sorry các bạn, chỗ cột mốc thời gian chúng ta chưa reset lại nha. Ok, các bạn tạo mới lại. Thôi thì mình chỉ tạo mới cái này thôi các bạn. Lúc mà bắt đầu thì chúng ta sẽ tạo mới luôn nhé. Ok, cho mình xin phép được được kết thúc đi. Lỗi do mình các bạn, chúng ta phải tạo mới cái này từ đầu. Mình chỉ bỏ ra chỗ độ bền, tướng hỗ trợ với lại sức mạnh của pháp sư. Hai này thì mình giữ lại để khỏi mất công. Sorry các bạn, này giữ luôn. Để khỏi mấy công xíu nữa chúng ta phải ấy các bạn ha, mình chỉ tăng pháp sư lên 41 là được. Rồi, cài lại hết luôn. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ tăng độ bền của tướng hỗ trợ lên nè. Cung thủ cuồng nộ. Và tăng ngoan cường các bạn. Rồi trong lúc mà chờ mình tăng á, thì mình sẽ share thêm một số cái ý của bạn khi mà nói về một số team ha. Lúc nãy là mình đã nói về team Athalia, bây giờ thì mình sẽ nói về team Diamond. Thì cái team Diamond á, thì có thể thay cái con phượng á, nếu mà các bạn không có thì các bạn có thể thay bằng Fera. Và team này thì dùng để đập các team trâu và nhiều hồi máu và tránh gặp mấy team áp sát kiểu như mấy con mà nó nhảy vô team mình đó, nhảy sát vô đánh đó. Thì bạn tránh gặp mấy cái con này, hoặc là nếu mà các bạn một số ải thì các bạn dùng con Diamond đứng sau con Athos, hoặc là gặp con Wynette, con Wynette các bạn, con mà ma nữ thì các bạn sẽ dùng con Helios để đòn nha. Rồi còn về cái team Raku thì team này được đánh giá là rất là khỏe các bạn, và nếu mà team đánh địch hồi máu thì nó sẽ là rất là mạnh, nó chuyên trị các team hồi máu kiểu như team Diamond cũng chuyên trị mấy cái con đánh địch hồi máu các bạn, và nó sẽ tránh những con Raku thì tránh các team sốc đêm, tại các bạn thấy là con Raku của chúng ta đưa nó lên đầu rồi cho nó hứng đam, rồi nó mà ăn đam vô nó ngậm thì coi như mất cái con carry.
ha các bạn. Rồi bây giờ tới cái team Lucretia. Team Lucretia thì chúng ta dùng nhiều rồi các bạn. Thì con Aegis nó sẽ kéo những con carry của địch đứng ở xa, ví dụ như con Isa, Wynette, những con mà đang đứng ở góc đỉnh tỉa đó, mình sẽ dùng để mình kéo nó nha. Rồi bot mà tầng 350 thì bạn xe là mình có thể dùng team Diamond đã đánh, dùng team Lucretia đã đánh quái nhỏ các bạn. Rồi trong lúc nói chuyện thì cũng gần mát cái này rồi, thì mình sâu luôn, tăng cái này luôn. Chúng ta sẽ ưu tiên cho cái cung thủ cuồng nộ có tới là tăng cường ngon cường các bạn. Chúng ta sẽ ưu tiên tăng. Rồi 40, 42 với lại 47 ha. Rồi bên này thì chúng ta sẽ tăng những cái nào các bạn. Đây đầu tiên các bạn sẽ tăng ân huệ của thiên đàng trước, ân huệ của thiên đàng lên full, ok. Rồi đến đó là tuyên cáo của thần, bạn lên luôn, phóng đại niềm tin, lên luôn, ok. Kế tiếp thì các bạn tăng mát cái chuẩn bị liên tục, chuẩn bị liên tục này chúng ta chưa tăng được, thì mình sẽ tăng cái thoát hiểm trong gang tấc các bạn, tăng mát. Rồi thì mình còn dư 28 cái này thì chúng ta sẽ tăng vô một số khác. Thì bạn xe mình có tăng vô một số cái chỗ khác, nhưng mà ở đây thì bạn dùng cái năng lượng này, còn đây mình không dùng được. Mình không dùng được cái này thì mình sẽ tăng vô một số mục khác có tối ưu các bạn. Ok, phục sinh được hai tướng trong hậu vệ Phượng Hoàng. Rồi tăng cái nơi thần ấn với lại sự khai sáng thần thánh luôn các bạn, tại vì mình không tăng được mấy mục kia nên mình tăng mấy cái này. Rồi sẵn team nãy lúc nãy mình xếp luôn nha các bạn ha, chúng ta bắt đầu. Rồi, team Sonja với lại Athalia. Thảo nào lúc nãy chả thấy đêm các bạn, đơn giản là mấy con Agi của mình chưa có tăng lên nên không có đa mà đúng rồi. Để trị mấy team hồi máu thì các bạn dùng team Diamond hoặc team Raku nha. Nếu mà chúng ta còn trên tầng khá nhiều thì các bạn cứ bật chế độ auto. Bật chế độ auto mình nghĩ nó sẽ bỏ qua mấy cái khuyết điểm của team hết các bạn. Tại vì thực sự thì cái tầm này thì chúng ta sẽ leo đến tầng 300, mà hiện tại còn dưới 200 thì các bạn sẽ bật auto cho nó cày ra lẹ. Agi thì nó cần phải có thời gian đánh hơn, còn team pháp sư. Pháp sư thì nó sẽ sốc sát thương rất là nhanh các bạn, còn này thì chúng ta hơi mất thời gian đánh ha. Mà chúng ta sẽ bỏ qua các bạn, ok. Rồi nhìn nó vượt ải thôi. Rồi và đây là kết quả nãy giờ mình try này các bạn, mình sẽ tiếp tục try lên tầng 300 để cố tăng lên tới tầng 350 giống như tiêu đề video nha các bạn. Rồi các bạn có thể thử team, nếu bạn nào đã theo team pháp sư và đang bị kẹt ở trên tầng 300 thì các bạn có thể thử chuyển đổi sang team Agi test xem sao nhé các bạn.
Rồi, và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nhé. Bye bye.